Không bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin tin tư của anh. Không bé ơi, bạn định theo dõi tao, vì thế tao có thể hỏi bạn tin tư. Hiện tại, Wise English ở đây để phỏng vấn một số bạn sinh viên của trường đại học Greenwich University. Xem trình độ tiếng Anh của các bạn ấy như thế nào nhé. Ok, follow me. Ok, so please introduce a little bit about yourself and field studying. Ok, hello guys, I'm Phu. I'm 19 years old and I'm originally from Vietnam and I'm based in Da Nang City. And I'm a third year student at Greenwich University and my major is multimedia and communication. My name is Phong and my full name is Nguyễn Khánh Phong. I'm a student of the University of Greenwich and my major is business management. My name is Trương Lê Nhật Tính. Now I'm a 3-year student at the University of Greenwich and my major is marketer. Okay. How about you? My name is Phạm Thanh Phúc. I come from Quang Ngãi City. I'm a third student of Greenwich University of Business Administration. Hello, my name is Alpha. I'm a third year student of Greenwich University. I was born in Ho Chi Minh City and now I'm currently lived in Hue City. Under the guidance of lecturer in university, I followed marketing pathway as my major. And in my leisure time, I love to do mediation. Hi guys, my name is Huong. I'm a sophomore at University of Greenwich, Da Nang campus. And business management is my major. I'm Gilan. I'm currently a freshman at University of Greenwich, Vietnam, and currently I'm majoring in communications as my major. Hi everyone, my name is Dak, and I'm currently a student, third year student at Greenwich University. How about your field of study? I'm studying graphic, and yeah, that's it. So for the next question, can I ask for your future plan? In the next 2 years, I intend to study abroad because I want to dig deeper into my major is communication, and I intend to learn in Korea or Australia. My future plan is to keep a stable job and keep up with my hobbies. It's my only hobby is basketball. Now I'm in the third year on my education journey, so I still do it, keep up my knowledge and my basic information about marketing to have the well preparation after graduation. And after graduation, I hope I can find a suitable environment and an excellent guider for me to have the long life working in the suitable environment. I didn't have a specific strategy, but I want to finish my first period of major academic English, and I want to write a complete essay to move on to the main majors. Next year, I want to graduate my study at Greenwich of Vietnam in Saigon, and I want to be a freelance content creator and as well as finding a suitable destinations at communications company at like multinational companies. Yeah. After graduate, I will continue my family business, and maybe I become a NFT drawing artist. Yeah. Ready. Thì anh sẽ đưa cho em một vài câu hỏi, em sẽ bốc thăm và sẽ trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên ha. Include Chinese, Spanish and English. They are English, Chinese and Spanish.
I think English, Chinese, and Spanish. Including Spanish, Chinese, and English. I think it is China, and capital of China is Beijing. That is China, and the capital is in Beijing. Is China, and the capital of China is Beijing. Yeah. China, Colombia, Costa Rica, Cambodia, Cameroon. Your first year. Fine, continue to see American. Canada. Round 2. Tới phần tiếp theo thì sẽ tới một cái thử thách rất là khó khăn cho các bạn. Đó là em sẽ chọn ra một câu hỏi, không phải là một câu hỏi nữa mà là một cái câu nói cực kỳ phát âm rất là khó. Cái câu nói này em sẽ đọc nó bằng tiếng Anh. Đó là một cái thử thách cho em, ok? Silly, silly, swiftly, shoes, seven silly ship. The seven silly ship, silly, silly, shoes, silly, silly, step. Silly, silly, swiftly, soon seven silly ship. The seven silly ship, silly, silly, shoes, silly, silly, self. Silly Sally swiftly sue seven silly sips. The seven silly sips silly Sally sue silly Sally serve. Man, this is tough. Can into the uncan like the can into the uncan. I know some more. How much wood will a woodchuck chuck if the woodchuck could chuck wood? Wow. Bit to be perfect, a bit pepper, a bit pepper, bitter, pepper, bit. Bitter pepper, big a bag of pickled peppers, a bag of pickled pepper, bitter pepper, big. Peter Piper pick a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers. Peter Piper pick. You have to wish wood what? To wish what? With wood. What with Greece, what? Round 3. Tới phần tiếp theo sẽ là những cái câu nói mà trending đã được dịch sẵn sang tiếng Anh rồi. Thì em sẽ bốc một câu ngẫu nhiên và em sẽ đoán xem là từ cái câu tiếng Anh đó thì câu gốc của nó là gì ở trong tiếng Việt ha. Ok. Là không bé ơi. Em không follow anh mà em đòi xin tư của anh. Không bé ơi. Bạn đừng theo dõi tao. Vì thế ta có thể hỏi bạn yên tư. Do là baby, em yêu và em không follow anh, em đòi xin info của anh. Không bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin info của anh. Không bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin info của anh. This is my favorite one. Tham lam, ngu dốt, còn cái nịt. 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 Anh có thể hỏi em về cái động lực học tiếng Anh của em được không? Dạ vâng, cái đầu tiên là em không phải học tiếng Anh vì vì để kiếm ban IELTS hay là để vượt qua kỳ thi nào cả. Em học là chỉ vì em thích về văn hóa của người phương Tây, đặc biệt là văn hóa của người da màu Bắc Mỹ. Nên là em rất là thích học tiếng Anh để hiểu được nhiều hơn về văn hóa của các nước phương Tây và Bắc Mỹ. Đối với bản thân em thì em chọn học tiếng Anh để sau này kiểu như là em sẽ có được một cái cơ hội việc làm tốt hơn ấy, vì bây giờ em nhận thấy là những cái công ty hay trong những cái job description ấy thì nó luôn luôn sẽ có một cái yêu cầu là cái ứng cử viên phải có một cái trình độ tiếng Anh tốt, vì vốn dĩ cái nền tảng trước đó của em là một học sinh chuyên văn thì cái việc mà chuyển đổi ngôn ngữ nhân việc là translation giữa tiếng Việt sang tiếng Anh sẽ bị rất là khó ấy. Cho nên là em muốn học tiếng Anh để có thể nghỉ bằng tiếng Anh và có thể tư duy bằng tiếng Anh để hỗ trợ cho công việc của mình sau này ạ. Còn em? Còn em thì không chỉ tiếng Anh mà em còn thích học các ngôn ngữ khác. Em rất thích học ngôn ngữ. Và có thể sau này em sẽ học thêm tiếng Trung, tiếng Hàn. Dạ thì em thì là một người rất là thích đi du lịch. Thì tiếng Anh thì em được biết là đó là một ngôn ngữ chính thức của toàn thế giới, thì rất nhiều nước đã sử dụng nó như là một ngôn ngữ chính thức. Thì em thấy ngôn ngữ tiếng Anh nó rất là cần thiết, bởi vì nó không chỉ là một
một cơ hội để cho mình có thể là đạt được nhiều mục tiêu khác nhau, mà có thể là cho em được nhiều kiến thức, và đồng thời là cũng giúp cái ước mơ là đi du lịch khắp mọi nơi của em thành sự thật. À, anh có thể hỏi sâu hơn về cái phương pháp học tiếng Anh của em. Em chọn cái phương pháp gì để mà học tiếng Anh thật là hiệu quả không? Vâng, em thường là em sẽ là nghe các bài bình luận về các trận đấu bóng rổ của giải nhà nghề NBA, vì họ nói rất là nhiều các từ chuyên môn và tiếng lóng. Nói nhiều tiếng lóng em sẽ biết nhiều hơn về ngôn ngữ của dân bản địa. Đối với em thì mỗi kỹ năng sẽ có mỗi cái phong cách, mỗi cái cách học khác nhau. Cho nên là ví dụ như đối với speaking thì em sẽ tự nói trước một mình hoặc là tự nói trước gương, xem YouTube, xem video trên YouTube, xem nghe nhạc, xem YouTube bằng tiếng Anh. Rồi mình sẽ bắt chước lại những cái accents của những người đó để mình có thể gọi là tự trau dồi cái kỹ năng speaking của mình. Em lại thuộc kiểu người học tốt bằng việc nghe nhiều hơn. Thì khi mà em có thể theo dõi những cái clip tiếng Anh thường, thì em thích nghe những cái clip trên TED Talk của các anh chị diễn ra, các guest speaker. Thì từ đó em có thể phát triển được không chỉ là cái những cái bốn cái kỹ năng cơ bản của tiếng Anh, mà còn là cái cách mà phát vận dụng những cái đó để tạo thành một cái câu chuyện cho riêng mình, là một cái storytelling hoặc là storyteller. Thì đó là cái phương pháp học của em hàng ngày, là kiểu như xem ngôn ngữ không phải là một thứ để học, mà đó là một thứ trong hàng ngày trong cuộc sống của mình luôn ấy ạ. Một trong những phương pháp mà em học thì bởi vì em đã học IELTS, em đã có một khoảng thời gian học IELTS tại nhà, thì đối với IELTS thì mình phải trau dồi đồng thời 4 kỹ năng. Thì mỗi kỹ năng thì em có một phương pháp học khác nhau. Để mà nói ra tất cả những cái phương pháp mà em đã từng trải nghiệm cũng như là cảm thấy nó hiệu quả thì nó sẽ rất là khó và nó sẽ rất là dài. Tuy nhiên thì em nghĩ một trong những phương pháp học khá là tốt đối với các bạn mới bắt đầu bước vào việc trau dồi 4 kỹ năng ấy, nhất là hai kỹ năng khó nhất, đó chính là kỹ năng nói và kỹ năng nghe ấy, thì bạn có thể học là shadowing technique. Có thể mở một đoạn radio, sau đó lập theo cái accent cũng như là cái gesture của người bản xứ. Thì đó sẽ là một cách hay để các bạn có thể bắt chước và học lại những cái kỹ năng của họ nhanh hơn, thấy cái cách mình thể hiện nó sẽ tự nhiên hơn. Cảm ơn các bạn sinh viên Greenwich đã tham gia hỗ trợ Wise English. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và nhấn chuông thông báo để nhận thông tin mới nhất nhé.